Can you tell? Can you share? So my job. Yeah. Bye. Come and sit down in the middle. Okay. You sit in there or you sit in here? Chị xin chào ông bà cô chú ơi. Xin chào con bà cô chú. Mới lớn rồi mới nghe. Xin chào con bà cô chú. Xin chào cô chú. Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay là Tony đang thay đồ chuẩn bị đi công tác rồi đó mọi người. Thì có rất là nhiều anh chị, cô chú và các bạn thì hỏi Kim là cái công việc của chồng Kim là anh Tony nè, là làm cái gì mà sao đi công tác suốt đó. Thì bây giờ Kim sẽ hỏi ảnh nha. Thật ra là Kim chưa có nói là hôm nay Kim quay cái này luôn đó. Honey. Yeah. Many people ask me what is your job because they see you travel all the time. Can you tell? Can you share? So my job is director of sales and marketing for Europe, Middle East, Africa, South Africa, New Zealand and Australia. So I manage a team of 27 people in those countries to promote and sell our glove products. Yeah. So I have to travel a lot, have to travel to many different countries, have to help and support the team, visit, see customers, make promotion of the products, lots of different things. There's the taxi guy now. So how long have you been in the company? 17 years. 17 years. So the office in Amsterdam, right? Office is in Amsterdam. The head headquarters are in Himeji in Japan. Mm. And manufacturing in Japan, Malaysia, Vietnam, Myanmar and North America and Guatemala. Mm. So where are you going today? Today I'm going to South Africa and I will be back on the 20th of April. So I'm travelling around South Africa with our sales team to present and promote products to our customers. Ơi taxi đến nè mọi người ơi. Thì hôm nay Tony chỉ chia sẻ có bao nhiêu đó thôi, tại vì hồi sáng thì cũng bận đó. Gọi điện cho ba mẹ rồi soạn đồ rồi làm đủ thứ hết trơn, rồi sáng Tony vẫn làm việc nữa. Có điện thoại họp rồi email tùm lum hết trơn, rồi bây giờ mới có định là dành 10 phút ra để quay cái clip này mà taxi đến đang chờ luôn. Taxi đến luôn. Yeah. Bye bye everybody. Have a good week. Bye bye. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mọi người đã gỡ được khúc mắc là Tony đang làm cái gì rồi đó. Gọi chị đi theo ba. Cái chú taxi quen nè cô chú anh chị, mỗi lần mà Tony đi là sẽ cái chú này sẽ đến đón nè. I can't remember. I think I land at 6 o'clock, so I'm gonna be maybe home at 7:30. Okay. So yeah. You đứng lên, bye bye, đắt đi kìa. Come on, babe, stand up then. I want my shoes on. Nhà ăn xong chưa nè? Con cầm cái con thì con hỏi nè. Ba đi chị có buồn không? Có buồn không? Okay, give daddy chút chút. Đi, come here. Stand up. Ấy chà. Stand up. Thank you, kiss. Love you. Chị call lên lúc. Love you a lot. Right. I'm calling for you. Yeah, give Baba a hug. Love you, babe. You be a good girl for mommy, okay? Right. Love you. Daddy, maybe bring you a present back, okay? Maybe. Let's see. Right, give me a kiss. Love you. Take care. Okay, Koi. Okay. You on the camera? Go. All right, okay. Right. All right, I'm gonna go. This guy's waiting. Alright, girls, I'll text you anyway, okay? Mm. Stay in touch. Okay. Alright, babe. Yeah. Bye. Do you want to lock the door? No. Okay. Alright, darling. See you later. See you later. I'm
Bye. Ba Chi đã đi rồi đó cô chú anh chị, thì từng đi tới gần 2 tuần lận mọi người. Hôm nay trời mưa nè, tuần rồi là trời nắng ấm nha cô chú anh chị, tuần này là thấy dự báo là sẽ mưa suốt luôn đó. Hoa nhà Kim nè, hoa ở sân trước nè. Thì hai mẹ con của Kim tuần này sẽ bắt đầu là đi học, Kim đi học nghề, Chi thì đi học sẽ đi bằng taxi mọi người. Chi nó đâu rồi? Ba vừa đi là nó vô đó mở tivi coi rồi. Nó không có buồn gì luôn hết ơi. Ủa? Ờ, không có coi tivi hả? Mày tưởng nó vô coi tivi. Con muốn múa hả? Nhảy hả? Rồi. Bây giờ Chi nó muốn mở cái bài nhạc của nó lên để nó múa ba lê nè cô chú. Để mẹ lấy rồi remote tivi. Chi nó lên cái bài nhạc tủ rồi đó cô chú. Nhưng mà cái khúc này mình sẽ có thể là tắt nhạc hả mọi người, mở nhạc khác, tại vì nhiều khi bị nhạc bản quyền á. À, để mẹ cho cô chú xem cái hoa sao của mẹ nè. Đây nè cô chú anh chị, bữa nay cái sân sau của Kim cũng có hoa nở rồi nha. Cái hoa tulip rồi đó, nó nở rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà nó chưa có nở hẳn, nó cũng hơi búp búp thôi à. Chắc vài ngày nữa là nó sẽ nở ra luôn đó. Cái đầu đĩa này nè của ba Chi là chắc lâu dữ lắm rồi cô chú. Với lại hai cái loa này nè, nó rất là chiếm chỗ luôn. Hôm nay ảnh đi công tác, Kim ở nhà Kim sẽ dọn hết để cho chỗ này nó trống nè mọi người. Kim sẽ để thêm cái gì lên nữa đó, mình dọn dẹp bớt chứ. Cái đầu đĩa này có bao giờ xài đâu, Kim qua đây 2 năm mấy có bao giờ mở nhạc đâu mọi người. Đây nữa nè, hai cái loa này thời xưa giống như ở quê Kim mà ở nhà Kim cũng có nữa. Ba Kim cũng có hai cái thùng loa đó, mỗi lần mà hát karaoke là mở cả làng cả xóm nghe luôn đó mọi người. Đây nè cô chú ơi, Kim làm cháo gà nè mọi người. Cháo gà Kim mua được cái con gà trong siêu thị mà người ta cho ăn bắp á, với gà thả giường gì đó, mà rất là ngon luôn. Cái da nó vàng, mày này mình không có nhuộm nha mọi người, da tự nhiên đó, mà thịt vàng với lại ngọt nó cũng dai nữa. Kim làm gỏi bắp cải, Kim không có bắp cải giống như của mình, Kim làm bắp cải tím nè, trộn chua ngọt chứ có rau lá quế. Đây Chi ăn cháo nè cô chú, Chi chấm bánh mì vậy đó, lấy bánh mì nó chấm cháo nó ăn vậy đó. Ngon không con? Chi đạo bánh mì nha cô chú, cháo gà ngọt lắm cô chú. Hôm qua Kim lóc hai cái ức gà ra rồi, Kim nướng cho ba Chi ăn rồi, còn lại cái bộ xương với cánh nè Kim nấu cháo, còn vẫn còn hai cái đùi, còn hai cái đùi với nguyên cái má đùi luôn đó, Kim để đó mai mốt gì chiên cho Chi ăn, hai mẹ con ngày mai thêm ăn được một bữa đó mọi người. Một con gà ăn được 3 bữa đó cô chú anh chị. Hello Chi. Hello. Chi đang làm gì á? Đùa lên. Chi đang chơi thổi mực nè cô chú. Này có cái hình này nè, cái mình thổi mực xuống như đó một hồi mở ra thành cái hình luôn, nó thổi cũng phù mỏ luôn chứ bộ ít đâu. Thank you.
They go to the forest. They found some treasures to get home.